Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu và học như thế nào, hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com. Tại đây, Hana có tất cả các chương trình giúp bạn có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com và đăng ký theo hướng dẫn để lựa chọn cho mình khóa học phù hợp nhé! Let's go! English through songs with Anna. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh qua bài hát cùng Hana. Các bạn có đang hồi hộp đón chờ bài hát của ngày hôm nay không nào? Như vào phần trao đổi của video thì chắc chắn các bạn đã biết được bài hát của tuần này là gì rồi, đúng không nào? Sing Me to Sleep, một bản hit của cậu nhạc sĩ tài năng Alan Walker. Let's get started! Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear it then. Living love as if we had a choice. Cụm từ wait a second là chờ một chút, chờ xíu. Wait a second, wait a second. Động từ catch có nghĩa là bắt lấy. Catch, catch. Danh từ breath là hơi thở. Breath, breath. Catch my breath, chúng ta sẽ không dịch là bắt lấy hơi thở nhé, mà chúng ta sẽ dịch là kịp thở. Catch my breath, catch my breath. Wait a second, let me catch my breath. Chờ xíu, để em kịp thở đã nào. Cấu trúc let somebody do something có nghĩa là để ai đó làm gì. Remind là gợi nhớ hay nhắc nhớ điều gì đó. Remind, remind. Remind me how it feels to hear your voice. Hãy làm cho em nhớ lại cảm giác khi nghe giọng nói của anh. Danh từ voice là giọng nói hay tiếng nói. Voice, voice. Đôi môi anh đang mấp máy nhưng em không nghe thấy một lời nào. Your lips are moving, I can't hear a thing. Quan trì rồi em nhé. Lips are, lips are. Hearing, hearing. Từ moving được đọc giảm âm thanh moving, moving. Your lips are moving, I can't hear a thing. Cứ thế mà sống cuộc đời, như thể đôi ta có sự lựa chọn. Living life as if we had a choice. Tương tự như moving thì từ living cũng được rút gọn thành living. Cụm từ as if là cứ như thế. Cụm từ này chỉ một sự giả định trái với một sự thực trong hiện tại hoặc quá khứ. Nên sau cụm từ này là một mệnh đề thường được chia ở quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành. Ví dụ, it sounds as if she would die right away. Nghe cứ như thể cô sắp chết tới nơi rồi ấy. Hay một ví dụ khác, he behaved as if he had been my father. Anh ta xử sự cứ như là anh ta là bố tôi ấy. As if, as if. Danh từ choice là sự lựa chọn. Choice, choice. Cùng nói em nào các bạn. Living life as if we had a choice. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything là
là các đại từ bất định, có nghĩa là bất cứ nơi nào, anywhere, bất cứ lúc nào, anytime, và bất cứ điều gì, anything. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, em nguyện làm bất cứ điều gì vì anh. Từ you được đọc giảm âm thanh yup, yup. Anything for you, anything for you. Cụm từ get away là trôi đi hay biến mất. Get away, get away. Yesterday got away. Ngày hôm qua trôi đi mất. Còn những giai điệu thì mắc kẹt trong đầu anh. Melody stuck inside your head. Melody. Các bạn còn nhớ từ này chúng ta đã học trong bài hát nào rồi chứ? Those old melodies still sound so good to me as they mill the years away. Chính xác, đó chính là bài hát Yesterday Once More. Alright, melody, giai điệu. Melody, melody. Động từ stuck là dạng quá khứ hay quá khứ phân từ của stick. Nó có nghĩa là mắc kẹt. Stuck, stuck. Inside là bên trong. Inside, inside. Giờ đây hãy hát du em ngủ nào. Ồ, hãy hát du em ngủ nhé. Remember me now, token of erase. I can hear your whispers in my mind. I've become what you cannot embrace. Our memory will be my lullaby. Động từ erase có nghĩa là tẩy xóa. Erase, erase. Remember me now. Time cannot erase. Hãy nhớ về em ngay lúc này. Thời gian không thể xóa nhòa. Danh từ whisper là tiếng thì thầm. Whisper, whisper. Mind là tâm trí. Mind, mind. I can hear your whispers in my mind. Em có thể nghe những lời thì thầm của anh trong tâm trí em. Em đã trở thành thứ mà anh không thể ôm lấy. I've become what you cannot embrace. I've become what you cannot embrace. Động từ embrace có nghĩa là ôm. Embrace, embrace. Ký ức của chúng ta sẽ là lời ru của em. Our memory will be our lullaby. Memory là ký ức hay kỷ niệm. Memory, memory. Lullaby là danh từ có nghĩa là lời hát ru hay hát ru hay bài hát ru. Lullaby, lullaby. Voice,
giọng nói, tiếng nói. As if, cứ như thế. Choice, sự lựa chọn. Get away, biến mất hay chạy trốn. Melody, giai điệu. Stick, mắc kẹt. Inside, bên trong. Erase, tẩy xóa. Whisper, tiếng thì thầm. Mind, tâm trí. Erase, ôm. Memory, ký ức, kỷ niệm. Lullaby, lời ru hay bài hát ru. So that's all for today guys. I hope you liked the video. Bài của chúng ta đến đây kết thúc rồi các bạn. Hannah hy vọng các bạn thích bài hát này. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ bài học nào tiếp theo nhé. See ya!